hồng trên ngực trái, khuê ân cần chăm sóc Bảo, thái độ bệnh nặng. Quý vị khán thính giả thân mến, Khuê nhắc nhở Bảo về việc phải biết yêu chiều chính bản thân mình. Trong tập 39 của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, Khuê đã biết được Thái chính là người lấy cắp tờ vé số. Thái lý giải rằng mình lấy trộm tờ vé số do bị dồn vào bước đường cùng, bị xã hội đen đe dọa. Thái mong được Khuê thông cảm và cho thêm một cơ hội nữa. Tuy nhiên, Khuê đã từ chối và nói, tôi cũng bị đẩy vào đường cùng. Chính anh là người đẩy tôi vào đường cùng. Chính anh khiến cho tôi muốn lao đầu vào ô tô. Bây giờ, cứ lôi hoàn cảnh ra để biện minh cho hành động. Vậy thì ai cũng vô tội hết à? Anh có biết vì sao tôi mới có tờ vé số đó không? Lúc đó tôi một đồng cũng không có, tôi có thừa tiền đâu mà đi mua vé số. Nhưng tôi đáng thương thảm hại tới mức mà một người xa lạ đã mua vé số cho tôi. Người ta có ý nhắn nhủ tôi rằng cuộc đời này cho dù thê thảm thế nào thì vẫn còn cơ may. Đúng, cơ may là có thật, nhưng lại là anh lại cướp mất cơ may của tôi. Anh không bao giờ có cơ hội đó nữa đâu. Gặp Thái tại một quán cà phê để nói rõ hơn về quyết định không bao giờ quay trở lại, Khuê lý giải. Hôm nay, tôi với anh ngồi đây sẽ nói với nhau một lần cho hết. Anh có biết vì sao tôi nói là không bao giờ quay lại với anh không? Vì tôi đã có một lời thề. Tôi đã thề trước vong linh đứa con đã mất của chúng ta là tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh vì bất cứ một lý do gì. Chắc anh không biết giữa chúng ta còn có thêm một đứa con đúng không? Cái ngày tôi biết mình có thai, tôi đã rất bàng hoàng và bất ngờ. Đứa trẻ đến trong những ngày tôi và anh căng thẳng nhất. Và tôi đã nghĩ rằng biết đâu vì có đứa con này mà anh sẽ nghĩ lại. Biết đâu tôi cũng mang thai con trai thì sao? Bên cạnh đó, Khuê đã nhắc lại cho Thái nhớ ngày cô tuyệt vọng vì bị Thái ghẻ lạnh. Khi tôi biết mình có bầu, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh. Vì anh chính là bố của đứa con tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng người chồng 10 năm đầu gối tay ấp sẽ nghĩ lại. Nhưng không, bằng sự tuyệt tình của mình, anh vẫn hất tôi ra đường. Khi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi đã thực sự rất tuyệt vọng. Tôi cứ tưởng rằng đó đã là sự tuyệt vọng cuối cùng rồi, nhưng mà không phải. Tôi còn tuyệt vọng hơn khi con tôi không còn nữa. Khi tôi nằm trong căn phòng đó, tôi đã nói lời xin lỗi với con, xin lỗi với chính bản thân mình. Và tôi đã thề rằng không được yếu đuối, tôi phải sống và sẽ không bao giờ quay lại với anh. Tôi nói như vậy để anh hiểu, để anh về động viên mẹ, đừng làm cho mẹ mong chờ nữa, cũng đừng nhồi thêm vào đầu bóng với Moon nữa. Chúng ta đã quá sai với con rồi, đừng để cho thế giới của con trẻ bị sai lệch đi vì những sai lầm của người lớn. Sau khi nói chuyện với Thái, Khuê đã tìm gặp Bảo ở nhà riêng. Cô nói với Bảo rằng, có một điều tôi cảm thấy rất khó hiểu là anh hay là cả San và cả mẹ tôi nữa, lúc nào mọi người cũng nghĩ tôi sẽ quay trở lại với anh ta. Nhưng bản thân tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi đã bất hạnh trong cuộc hôn nhân đó 10 năm, vậy vì sao tôi lại phải quay lại? Cùng với đó, Khuê đã xin lỗi vì việc đã tát Bảo lần trước do hiểu nhầm. Đồng thời, Khuê tỏ tín hiệu chấp nhận tình cảm của Bảo. Nhận thấy sự thay đổi trong lời nói của Khuê, Bảo đã níu Khuê lại trước khi ra về và nói, thực ra đây là lần đầu tiên em chủ động đến nhà tôi. Tôi nghĩ có lần một sẽ có lần hai. Và anh cũng tin là sự tử tế và chân thành của anh em sẽ cảm nhận được. Trong lúc tiễn Khuê về đến gần nhà, Bảo tiếp tục chia sẻ, em cũng biết rồi đấy, anh là người đã từng có gia đình, cũng từng trải qua mấy cuộc tình. Tất cả họ đều rời bỏ anh và nói anh là khô khan cứng nhắc. Lúc nào mở miệng ra cũng thứ nhất, thứ hai, chẳng bao giờ đến được chủ nhật cả. Cũng có thể là do anh không được lãng mạn cho lắm. Cũng có thể do phán đoán tâm lý phụ nữ kém nên nếu như sau này mà em sẵn sàng thì em có thể phát cho anh một tín hiệu rõ rõ một chút. Đáp lại, Khuê dặn Bảo đi về cẩn thận và kèm theo lời giải thích. Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông là anh về cẩn thận, có nghĩa là họ quan tâm đấy ạ. Đến tập 40 của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, tình cảm của Khuê và Bảo đã bước sang một giai đoạn mới. Khuê có nhiều cử chỉ quan tâm Bảo hơn khi sếp cũ bị ốm. Thấy Khuê quan tâm, Bảo lại tỏ ra nũng nịu như trẻ con, không chịu ăn và uống thuốc. Đến lúc này Khuê nhắc nhở Bảo, anh đã nói với tôi là nếu bản thân mình mà không biết tự yêu lấy bản thân thì đừng có mong người khác yêu mình mà. Đáp lại, Bảo nói, tức là anh yêu bản thân anh thì em cũng sẽ yêu anh đúng không? Ở một diễn biến khác, San sau thời gian đắn đo, không chấp nhận Khuê làm bạn gái của anh đã có dấu hiệu vun vén cho hạnh phúc của bản thân. San nói với Khuê, giờ tao nghĩ chín rồi,
Nghĩ sâu và rộng ra thì tao cũng không muốn mày và anh Bảo nhà tao phải như thế. Hai người có quyền để lựa chọn hạnh phúc cho mình. Nếu như anh trai tao đã sẵn sàng đưa bờ vai để cho mày dựa, thì tao cũng hạnh phúc để đón một người chị dâu tốt như mày chứ, đúng không? Cũng trong tập này, Thái sau khi suy sụp, khi biết Khuê không bao giờ quay trở lại với mình và nỗi đau mà vợ cũ phải chịu đựng một mình khi mất đi người con, đã đổ bệnh. Thái có dấu hiệu ốm nặng và nôn ra máu. Tập 40 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng những khán giả yêu thích Hoa hồng trên ngực trái. Bởi đã từ lâu lắm rồi, khán giả yêu thích bộ phim này đã mong muốn Bảo đến với Khuê. Hai người sẽ thành một đôi. Thế nhưng trải qua biết bao nhiêu những trắc trở thì đến tập 40, Khuê với Bảo mới có thể chính thức đến với nhau. Những phân cảnh trong tập 40 về Khuê và Bảo khiến cho khán giả phát hờn vì ghen tị với tình cảm của cặp đôi này. Không phải những phần cảnh lãng mạn như những cặp đôi mới yêu nhau, rất thực tế, rất thật thà, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào khiến cho khán giả phải ghen tị. Nhưng khán giả yêu thích Hoa hồng trên ngực trái vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi Bảo và Khuê đã đến với nhau, mà vẫn còn lo lắng khi Thái, chồng cũ của Khuê, bất ngờ bị bệnh nặng nôn ra máu, phải đến bệnh viện thăm khám, đang chờ kết quả từ phía bác sĩ. Khuê là vợ cũ của Thái, vốn có tính thương người. Không biết sau khi có kết quả từ phía bác sĩ, nếu như Thái mắc bệnh nan y giai đoạn cuối như những gì mà khán giả yêu thích Hoa hồng trên ngực trái đã đồn đoán trước đây, thì Khuê có bỏ mặc Bảo rồi quay trở lại với Thái để chăm sóc Thái những lúc cuối đời này hay không? Gần đây nhất có thông tin cho rằng Thái không mắc bệnh nan y, nhưng lại lôi bệnh tật ra để khiến Khuê phải thương hại mà quay lại với anh ta. Và phải cho tới khi tất cả được rõ ràng, hoặc Thái sẽ chết đi hoặc vào tù, khi đó Bảo và Khuê mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau mà không còn sợ bị ai chia cắt nữa. Những giả thiết này được đặt ra cũng rất hợp lý, bởi tận 6 tập nữa mới kết thúc bộ phim. Trong 6 tập ấy thì đạo diễn của Hoa hồng trên ngực trái sẽ giải quyết những tình huống gì xuất hiện ở trong phim, trong khi tuyến nhân vật chính như San và Khang, Bảo và Khuê đã thành đôi thành cặp như những gì mà tất cả khán giả xem phim mong muốn. Kết thúc ở những tập 40-41 là đã trọn vẹn toàn bộ nội dung của bộ phim rồi. Vậy 6 tập tiếp theo sẽ xảy ra những vấn đề gì? Chúng ta hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21:40 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho tin tức 24 giờ TV trong suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục đón xem và ủng hộ cho những video tiếp theo của chúng tôi nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày.
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.